Tiếp luôn, tiếp luôn là lo cho tương lai nước sở, lo cho số mạng của ba dương, và lo cho các tướng đã xả thân chiến đấu giữa xa trường. Suốt ngày hôm qua giáo gương rã rời, hao mòn thân xác, nay bị dây nơi này khó tìm đường thoát thân. Ngự thay ngự thay ơi, chớ nên bằng lòng lo áo vì xa cơ khiến cho nơi này bị vây. Núi non hiểm nguy giữa vòng vây khó tìm đường đành pha. Ngự thay hãy tìm đường thoát thân, nguy cơ nào đâu lo sợ hãi hùng, đâu có ngại gì cái chết nào. Chỉ lo cho thân rồng suốt ngày gian lao.